xin chào hôm nay sẽ cùng với trí chúng ta sẽ vào bếp và nấu những món ăn ngon quý vị nha hôm nay sẽ là món thịt kho cùng với đậu phộng một món ăn rất là quen thuộc với gia đình việt nam chúng ta đúng không ạ cho tỏi vào phi thịt thơm và công việc tiếp theo là chúng ta sẽ cho thịt vào mình sẽ xào cho sáng lên và nêm nếm đầy đủ các loại gia vị đúng không ạ sản phẩm mà trí đang dùng ngày hôm nay đó là nồi cơm điện với à, mâm nhiệt khá là to cho nên là truyền nhiệt nhanh thưa quý vị và lồng nồi chống dính tốt nữa cho nên là trong quá trình nấu ăn á quý vị hoàn toàn yên tâm không sợ tình trạng là bám dính không sợ tình trạng là cháy khét quý vị ha khi mà chúng ta nêm nếm đầy đủ gia vị rồi thịt cũng săn lên rồi cũng thơm rồi tiếp theo mình sẽ cho đậu phộng vào quý vị nhé đậu phộng thì ăn bùi béo rất là ngon kết hợp cùng với phần thịt nữa đây là phần thịt ba rọi vừa có nạc vừa có mỡ ăn cực kỳ ngon quý vị nhé thêm một chút xíu tiêu ớt và công việc tiếp theo là gì ạ đậy nắp lại và chúng ta chỉ cần để khoảng 15 cho đến 20 phút thịt sẽ ngấm đều gia vị và thế là chúng ta sẽ có ngay món thịt kho với đậu phộng rất là ngon quý vị nhé. Chuẩn bị sẵn một cái chén cơm trắng và thế là chúng ta sẽ có một bữa ăn thơm ngon, cực kỳ hấp dẫn quý vị nhé. Để có thể biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm mà quý vị đang thấy, có thể à, inbox ngay cùng với TikTok của chúng tôi và theo dõi kênh TikTok của SGmon quý vị nhé.